trường hợp bị tai nạn giao thông và những cái sự cố bất cập liên quan đến giao thông đường bộ, có thể gọi cho đội qua số hotline 099 3131 911 hoặc số 0907 471 911. Đội mình chủ yếu hoạt động trên tuyến đường quận Thủ Đức cũng như các tuyến đường giáp ranh. Tai nạn có thể gọi là nó có mùa cao điểm thì sẽ có từ 3 đến 5 ca, có khi là 8 ca một đêm. Đó là vào những cái khi cao điểm, còn những khi bình thường có thể cũng không có ca nào. Alo. Em ngân 911 anh ơi. Cho xe ra giúp em nhanh nha. Nhanh nha. Em tới rồi, ngay đây nè, nặng đó. Vị trí để tiếp cận hiện trường, khoảng cách, cái khoảng cách có thể là xa gần tùy khi mà báo ca. Có thể là mình gặp những người say xỉn có những cái hành động và lời nói rất là khiếm nhã, người ta chống đối như cái ca vừa rồi chẳng hạn, hay là người ta không hợp tác và gây rối mất trật tự trong bệnh viện. Thì đa phần những ca tai nạn giao thông của đội làm thì đều liên quan đến bia rượu. Trong quá trình mà hỗ trợ cho nạn nhân thì chống đối thì cũng gặp rất nhiều. Nên là những cái khúc đó là anh em đội cũng đã có một số kinh nghiệm để mà xử lý những cái tình huống đó. Nạn nhân mà chống đối dữ quá mà không thể mà kìm lại được thì bắt buộc là phải lấy băng thun để mà chói tay lại. Hiện tại thì đội mình chỉ có khoảng 10 thành viên thôi. Các bạn thường là nam. Chỉ có một bạn hiện tại đang là sinh viên năm cuối là nữ, đã theo đội từ năm 2017 từ khi bắt đầu thành lập đội. Có thể nói là đội đã quen với cái quy trình hoạt động cũng như là cách tiếp cận hiện trường như thế nào, cách hỗ trợ một nạn nhân ra sao. Nó đều có một cái quy trình, quy chế rất là cụ thể và mọi người đã vào một cái khuôn khổ để hoạt động. Sau khi đã sơ cứu tại hiện trường cho nạn nhân rồi thì mình với anh em đội đã đưa nạn nhân đến bệnh viện thành phố Thủ Đức để mà tiếp tục hỗ trợ về vết thương cho nạn nhân, cũng như là kiểm tra về các vết thương. Chưa có qua các bước như là chụp X-quang hay là chụp CT đầu á, nên là chưa biết là nạn nhân có bị tổn thương ở trong cơ thể hay không. Ca này thì mình phải bàn giao người nhà, đợi người nhà lên và đợi đánh chỉ định thì có thể là kéo dài đến 1-2 giờ sáng, hoặc là có khi thì tới trễ nhất là tới 5 giờ sáng, và sau đó là về nghỉ ngơi tắm rửa, là 7 giờ sáng là bắt đầu ngày làm việc mới rồi. Cũng có nhiều ý kiến là khuyên nên là dừng lại cái công việc này, nhưng tôi nghĩ đó là một cái duyên, khi tôi còn sức và dân còn tin thì tôi còn làm. Mọi người buôn bán thì hay mong muốn đắt hàng, nhưng mà riêng về cái hỗ trợ tai nạn giao thông này á, thì lúc nào đội cũng mong muốn là hôm đó bị ế, không có cuộc gọi nào báo ca tai nạn hết.